Anh em, mình là Kiên Motul. Ở clip hôm nay ấy, thì mình sẽ hướng dẫn anh em cái cách thức mà móc cái lốp ra để mà xăm ra nào. Ở trên cái xe ga ở đây. Đó, thì có thể là anh em có thể là móc ra để vá xăm hoặc là thay xăm. Thì cách thức móc ở trên xe nó sẽ khó hơn là anh em để ở ngoài nhé. Ok, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em. Ở đây thì mình dùng có hai cái cây móc lốp thôi. Đó, thì bây giờ cái lốp của các bạn như thế này, nó đã bị xịt hơi rồi. Thì anh em sẽ rút cái hạt gạo đây ra. Và bây giờ là chúng ta sẽ tiến hành là móc cái lốp này ra. Đó, thì cái xe ga ở đây ấy, thì chỗ này nó không có cái càng ở đây, thì anh em có thể là bỏ cái xăm ra ngoài vá cũng được, hoặc là anh em thay cũng phải lút vào cũng được, rất là ok. Đó, thì bây giờ là mình sẽ hướng dẫn anh em cách móc. Thì cái lốp nó đang như này thì anh em hãy bóp nó bẹp cái lốp vào để cho nó rộng cái tanh lốp ở đây ra cho nó dễ. Đó, thì bây giờ là anh em sẽ móc, móc rất đơn giản, rất nhàn thôi. Đó. Anh em tránh móc vào cái chỗ có cái van đây nhé, là nó sẽ bục gông van ra đây. Ok, như thế này rồi thì anh em chỉ cần móc một rồi. Đó, tay mình tì vào đây ép nó vào như thế này này. Đó, rất là đơn giản thôi. Ok, như vậy là xong rồi. Bây giờ là chúng ta sẽ quay đến cho cái van này và chúng ta ấn cái van xuống. Đó, anh em sẽ moi cái xăm ra. Ok. Đó, thì bây giờ anh em có thể muốn tháo cái này ra thì anh em quàng sang bên này và anh em xoay. Đó, như thế là đã ra rồi. Cái xe ga này là thay xăm thay lốp cũng rất là đơn giản thôi. Đó, cái thay xăm của cái xe ga này cực kỳ đơn giản. Đó, đây là cái cách thức mà ra cái lốp này một cách đơn giản và hiệu quả. Ok. Thì ở cái clip tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn anh em là lắp cái lốp này vào. Ok, xin chào anh em. Ok, bây giờ cái clip tiếp theo này thì mình sẽ hướng dẫn anh em cái cách thức mà cho cái xăm này vào trong cái bộ lốp này vẫn ở trên xe anh em nhé. Thì cái xe này người ta đã bị hỏng xăm rồi thì bây giờ mình sẽ thay cho người ta. Ở cái xe ga này thì cho vào rất đơn giản thôi, vì ở đây nó không có một cái càng này đây, hay còn gọi cái gắp sau đó. Thì bây giờ là chúng ta sẽ cho cái xăm này vào, anh em sẽ để như thế này này. Thì cách thức này anh em có thể là mua về mà tự thay ở nhà, cái chi phí nó sẽ rẻ hơn là anh em ra quán đó. Anh em để ý đây này, gấp mép nó vào, gấp nó vào thế gọn thì anh em cho nó vào. Ok, thì anh em chỉ cần lùa này vào, đút quay này vào, đó nó khác vào rồi. Thì bây giờ anh em sẽ quay cho mình cái chân van ra hướng đằng này và anh em sẽ cho cái van vào đây, anh em bành nó ra. Đó, nó như thế này rồi thì bây giờ ta đưa máy sang bên này. Đó, nó như thế này rồi thì bây giờ là anh em sẽ, đó, bây giờ nó như thế này rồi anh em sẽ lùa cái van vào. Đây là loại xe click là xe có xăm anh em nhé. Đó, thì anh em sẽ vặn vào như này. Ok. Rồi, bây giờ sang máy bên này đi. Ok, thì bây giờ nó như thế này rồi. Bây giờ là anh em sẽ nhét xăm vào này cho mình. Thao tác ở trên xe nó sẽ khó khăn hơn là anh em để ở ngoài. Những cái click trước thì mình có hướng dẫn anh em tháo lắp ở ngoài ấy, thì nó sẽ dễ dàng hơn, còn ở trên xe thì nó sẽ khó khăn hơn. Đó, nhưng mà cái cách thức để móc cái lốp vào thì nó cũng tương tự như anh em móc cái lốp vào ở ngoài ấy. Đó, bây giờ nó vào như thế này rồi thì bây giờ anh em sẽ ấn cái van này xuống cho mình như này. Ấn cái van xuống và anh em luôn luôn nhớ là sẽ là vào chỗ van trước nhá. Đó, anh em ép vào như này. Ok, nó được như thế này rồi thì bây giờ anh em sẽ quay về đằng này, anh em ép nó vào. Đó, nó khác vào. Cái tay của mình ép thì nó sẽ không khỏe bằng chân của mình ép. Đó, nó như thế này rồi thì bây giờ anh em sẽ tính cho mình từ điểm đây cho đến điểm dưới này. Đó, hai điểm này thì anh em sẽ đạp chân vào đây luôn cho mình này. Đó, và anh em sẽ móc lốp vào cho mình. Anh em nhớ là móc là vuông góc nhá. Đó, ở cái clip trước thì mình đã hướng dẫn anh em rồi. Đó, bây giờ chỗ này nó đang khít vào cái tanh lốp là như thế này rồi thì anh em sẽ thò tay vào đây ép cái lốp vào. Đó, để sao cho cái tanh nó nhẹ ra. Đó, chỉ cần vài nhát thôi là được. Đó, anh em để ý mình cái thao tác mà móc cái lốp này, đó nó chỉ vuông góc này thôi, một nhát nữa là vào rồi anh em ạ.
Đó, như thế này rồi nhá, thì anh em cầm đẩy phát là nó vào. Đó, rất là đơn giản thôi. Bây giờ việc còn lại là anh em sẽ rút cái van lên. Và anh em sẽ bơm nó lên là xong rồi. Đó, cách thức thay cái xăm và vá cái xăm của cái xe ga này cực kỳ đơn giản. Nhàn hơn cái xe số bình thường luôn anh em ạ. Đó, bây giờ anh em bơm căng thật căng vào. Thì khi nó đã tròn những cái mép này rồi, nó đã đẩy hết cái tanh lốp vào đây ra rồi, tròn đều rồi. Và anh em sẽ quay một vòng cho mình kiểm tra. Đó, anh em nhìn cái vệt đen này đây, nó đã đều hết rồi. Đó. Thì bây giờ anh em sẽ xì bớt hơi ra. Lý do bơm căng như thế để làm gì là để cho nó nén thật căng, để nó đẩy hết cái tanh lốp ra, để cho nó tròn cái lốp. Và bây giờ là anh em có thể để 2,2 cho đến 2,5 kg là ok. Đó, thế là xong rồi. Thì cái clip này nó cũng cực kỳ là đơn giản thôi. Rất nhiều anh em biết và rất nhiều anh em không biết, thì mình sẽ hướng dẫn anh em cái cách thức mà tháo lắp cái lốp ở trên này để thay xăm hoặc vá xăm cho xe người ta, hoặc là chính xe của các bạn, một cách thức là đơn giản, nhàn và nhanh, hiệu quả và an toàn. Ok, xin chào anh em, hẹn gặp lại anh em ở clip tiếp theo.